Không ai ngờ, với bàn tay khéo léo của những người nông dân, từ một loại cỏ dại, cây lục bình đã trở thành những món hàng gia dụng đẹp và tiện ích. Nào là giỏ sách, chiếu êm lưng, ống đựng viết, kệ để báo. Những sản phẩm từ lục bình chủ yếu được làm theo đơn đặt hàng của các công ty ở tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh để xuất khẩu đi nước ngoài. Nghề đan lục bình không quá vất vả, nên người già, trẻ nhỏ đều có thể làm được. Đây là nghề thủ công. Nếu nhanh nhẹn thì chỉ trong một tuần học nghề là có thể thực hiện được những sản phẩm đơn giản. Chị chắc là người học nghề sớm nhất ở đây quá hả chị? Đúng rồi, chị học trước nhất. Học về xong rồi cái mình truyền lại cho chị em phụ nữ ở sớm. Ai vậy hả? Cũng như là mình truyền nghề với nhau là không, cái đó cũng như là mình giúp với nhau thôi. Chứ đâu có công cán gì. Ở cái xóm này, mấy cô, mấy thím và mấy đứa em nhỏ cứ lúc rảnh rỗi là xúm xích nhau đang kệ lục bình. Những bàn tay nhỏ nhắn buông bắt cọng lục bình đã được phơi khô theo kiểu dáng nhất định, vừa đan vừa tiếu thích với bao câu chuyện vui buồn trong cuộc sống. Chẳng mấy chốc, hình dạng của chiếc kệ đã hiện ra. Điểm đặc biệt ở xóm nghề là không sợ sự cạnh tranh, không giấu nghề và cũng không sợ bị mai một. Một khi tụi trẻ nó đi xong, cái lúc thời gian nó trở về nó cũng vẫn được. Tại vì hồi lúc nó còn nhỏ, đã nhỏ rồi là nó làm được rồi. Cũng không sợ mai một chuyện này. Chỉ yêu cầu công ty có khuôn giao là có việc làm hoài. Nói là đơn giản, nhưng đan lục bình đòi hỏi người làm phải khéo tay và kiên nhẫn. Bây giờ, nhu cầu sản phẩm từ lục bình ngày càng nhiều, nên làng nghề không lo thiếu việc. Còn dân xóm nghề luôn chỉ dạy cho nhau những kiểu mới lạ hay những kiểu đan đẹp mắt. Một ngày chỉ cần đan hơn chục cái giỏ, cái kệ cũng đủ sống an nhàn.